cảnh sát đục tường dập lửa tại quán karaoke. Tầng 4 quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành xảy ra hỏa hoạn, cảnh sát chữa cháy phải dùng xe thang tiếp cận. Đục tường để dập lửa. Khoảng 11 giờ ngày 4 tháng 10, lửa bùng phát tại tầng 4 quán karaoke số 249 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Các nhân viên dùng bình chữa cháy mini xử lý nhưng bất thành. Lửa bén vào vật liệu cách âm trong phòng hát, phát ra nhiều tiếng nổ, khói bốc lên nghi ngút. Thời điểm này quán không có khách. Công an quận Hải Châu đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường. Dùng xe thang tiếp cận đám cháy, đục tường cho khói thoát ra ngoài và phun vòi rồng dập lửa. Sau nửa tiếng, đám cháy được dập tắt. Lính cứu hỏa dùng xe thang tiếp cận tầng bị cháy, đục tường để khói thoát ra ngoài. Lửa bén vào vật liệu cách âm trong phòng hát, phát ra nhiều tiếng nổ, khói bốc lên nghi ngút. Thời điểm này quán không có khách. Công an quận Hải Châu đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường. Dùng xe thang tiếp cận đám cháy, đục tường cho khói thoát ra ngoài và phun vòi rồng dập lửa. Sau nửa tiếng, đám cháy được dập tắt. Nhiều vật dụng bên trong phòng karaoke bị lửa thiêu rụi. Tuy không thiệt hại về người, hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản. Nguyên nhân đang được điều tra.